Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái đồ chơi mới cho xe Baza, đó là cái khung body trên này. Cái khung này nhìn cũng khá là đẹp, khi mà bạn gắn lên thì nhìn nó rất hầm hố ha. Thì khung này gắn được khi bạn đã có cái sườn 5T rồi, tức là các bạn đã mua cái sườn 5T để chúng ta gắn thay cho Baza 5B á, chúng ta thay qua cái này nó dễ dàng hơn hả. Ở bộ phận sau thì chúng ta sẽ bỏ hai cái này vô nè, đó nó sẽ vô hai lỗ này ha. Ở phía trước thì nó sẽ hơi dư ra do cái body này là cái body 5B. Các bạn cần phải lên cái body 5T thì chúng ta mới gắn được cái này. Lên cái khung 5T thì chúng ta mới gắn được cái này vào ha. Thứ hai mình giới thiệu cho bạn đó là bộ phanh đĩa thủy lực ha. Cái bộ phanh đĩa thủy lực này là dành cho bánh trước, còn bạn nào muốn mua nguyên bộ trước sau thì chúng ta chơi nguyên bộ ha. Đây là cái ống thanh thủy lực nè, chúng ta nhỏ cái này vào đây ha. Đó, cái này là gắn thay cho cái thanh sạc vô này nè, thay cho cái trong xe đó. Đây là hai đĩa gắn cho hai bánh trước ha, thì tháo hai bánh ra thì chúng ta mới gắn cái đĩa vào. Còn hai cái này là hai cái bộ phận là kẹp vô đĩa nè đó. Còn đây là gắn ở phía giữa xe, thì các bạn có thể tham khảo hình ảnh nè, mình sẽ cho bạn xem một thước hình ảnh ha. Đó, nói chung thì bộ này gắn vô thì nhìn xe nó sẽ ngầu hơn rất nhiều. Và cái này nữa, cái bộ body khung nữa, khung body ở trên nè, nhìn rất là đẹp ha. Đó, và đây cái mẫu Baza 5B bình thường cũng có body màu vàng này, nhìn rất là ngầu luôn. Baza 5B có chữ Baza 5B nè. Thì ba xe này là khách đặt rồi, bây giờ mình cũng chuẩn bị giao khách luôn. Sẵn có cái bộ này mới do là khách đặt về cho nên là mình giới thiệu cho bạn luôn hả. Thì mình có tham khảo ý kiến là khi nào mà khách ra gắn xong cho mình cái hình ảnh hoặc là video gì đó thì mình sẽ đem lên cho bạn xem ha, cho là nó chất như thế nào đó. Thì clip này mình sẽ giới thiệu hai cái mẫu đồ chơi mới này thôi. Bạn nào mà quan tâm thì bạn hãy click vào đường link bên dưới hoặc là tham khảo cũng được ha. Và các bạn đừng quên like, subscribe kênh, nhấn đăng ký chuông để nhận thông báo khi có video mới nha. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.